rồi. Rồi đang sẽ dừng chữa mà chỗ đó nó xẹp rồi anh em ơi, đúng là quay đầu hơi khó chỗ đó. Cái chiếc ba này đi chạy nó đi tắt ba lì dẻo dẻo này nó hơi dở hơn 100 rồi đó anh em. Bên nào ra bên đó chứ không có dám mà chạy buộc anh em. Nói chung chạy bên nào bên đó thì nó dễ quay cua hơn là mình chạy giữa trước anh em, gọi là buộc đó. Chạy đó thì chung đất cứng quay nó dễ hơn ba cái đất mềm mềm mà lọc lớp này. Còn lớp này mà anh em chạy ra mà chạy xuống giữa không thì quay cua cái đó nó hành ngái luôn, khó đi lắm anh em ơi, khó quay lắm. Chứ cái này là anh chạy 4 lam rồi đó anh em. Thường thì mấy người ta sớt chuyên nghiệp ta chạy 3 lam mà. 3 lam là người ta chạy trẻ rồi các bạn. Còn tài xế mà kỹ thì 4 lam. Chứ không chuyên nghiệp giống như mình cũng trẻ mà chắc mình không chuyên nghiệp anh em ơi, mình chạy 4 lam mình mới trẻ không à. Nó rộng anh em ơi. 3 lam thì nó hơi lu bu. Rồi đang phượt nha các bạn. Rồi đang ra các bạn ơi, một hai đường đó là xong khuôn bên kia rồi. Thì khuôn bên kia thì chạy tốc độ quá cao mà xa xa thì không biết anh em nhìn thấy làm sao, chứ mình ở đây mình nhìn là dữ dằn, sập đứng gì cũng một nét chạy anh em, cũng một tốc độ đó, có quá thì chậm hơn chút đỉnh thôi chứ không có chậm nhiều ha. Quá chạy anh em ơi. Rồi mình quay các bạn coi bữa nay chắc mình sẽ đi tiếp tục nghề tài xế của mình nha anh em. Đó, bắt đầu mình đi chạy tiếp các bạn ơi, thì tới vụ mới rồi đó, mình đồng mình chạy quanh năm. Bữa nay mình sẽ sang cho anh em coi nhiều máy rồi mình nghỉ 3-4 ngày mình mới đi quay tiếp các bạn. Nhưng mình clip mình vẫn đăng cho các bạn coi, tại vì mình quay một ngày rất là nhiều máy chứ không phải mình quay một cái máy mà quay hoài nha anh em. Mình quay thường là mấy mình ngày mình đi mình săn khoảng 10 mấy 20 chiếc nè các bạn ơi, rất là nhiều máy luôn. Tại cánh đồng An Giang này của mình thì nói chung các bạn nói chung không biết đồng ở đâu các bạn đâu, chứ nếu mà cánh đồng An Giang của mình cắt á tôi dạng u không dĩ hay là kinh 7 kinh 8 rồi nè, dạng 3 giờ sáng rồi đó, thì anh em cứ lên một cánh đồng là khoảng 10 mấy chiếc rồi các bạn ơi, rất là nhiều máy. Ở đây thì nó không có đông vui như qua cánh đồng mà kinh 7 kinh 8 Vĩnh Thanh Trung đi về 13 rồi các bạn. Mấy cánh đồng đó là kéo ra hình như là chỉ con đường đi đó các bạn ơi. Người đau tử anh em thông cảm à. Cái đường đó là ở đó là quay mấy vui đó các bạn, tại vì sáng đi là một đường hẳn à. Tại vì ở ngoài xong là lên một lên bến và bắt đầu chạy một đường nó vô kinh. Tại vì trong đó bao đê đó anh em. Thường thường thì mấy cánh đồng đó thì xe nó kéo, còn có những cánh đồng thì máy cũng kéo luôn anh em ơi, gần gần thì máy kéo luôn, mà thường thì xe kéo ra bờ kinh rồi xe chở mấy cánh đồng đó máy còn dữ hơn cái đồng này nữa. Ở đây thì mình quay các bạn coi, thì ở đây thì có cỡ chừng 4-5 chiếc 100 đó các bạn ơi, 4-5 chiếc 70, 2 chiếc 93, không biết 93 hay là anh A đằng kia hay là 100 đốt mình quay qua hởm mà không biết cảnh còn ở đây không anh đi nữa. Tại vì nãy giờ mình quay ở đây mình cũng chưa đi ra đẳng đó các bạn. Thì nó trăm lút đó anh em không phải coi nó, tại vì cái hàng nó là cái hàng binh là máy mới và binh là ít hiếm lắm các bạn ơi. Bởi vì anh em rất là phải coi mấy chiếc máy binh trăm lút, thì mình cũng nể ông chủ hệ
ông mua là ông mua về là ông chạy tốc độ là bên dữ lắm, chạy dữ dằn các bạn ơi. Nói chung là mấy chiếc máy 93 này không tuổi tác gì đâu, 105 thì đóng bánh chính chạy cũng chưa lại con máy đâu các bạn ơi. Rồi còn một hai đường mới xong đó các bạn. Rồi đây đường bản là còn đường cuối này nha anh em, cuối cùng cũng đất mình đang đi anh em thông cảm ấy. Tại mình quay mình có thói quen là mình vừa quay mình vừa đi vừa nói chuyện, mình không nhìn vô cái camera anh em ơi, nhìn đâu đâu mà có khi nó quay trên trời không chừng nữa, anh em cũng thông cảm á. Tại lúc đi đường các bạn ơi, đất ở đây nó lúng quá, đi đổi cảnh rồi cho anh em coi rồi cho nó đẹp đẹp anh em ơi. Rồi bên đó thì hình như là có xẹp lỗ lỗ mà còn đường một hai đường đó là xong rồi, còn bờ bên đây thì như đứng nhiều các bạn, hình như là đi kéo chiếc máy 105 cái đây cũng xích cái gì các bạn ơi. Đây, qua khuôn này là khuôn mới này nha anh em, không phải khuôn mới nhưng mà chẻ giữa xong rồi bây giờ chạy bên kia qua bên đây ta lấy gọng xích hay gì các bạn ơi. Còn chút nữa rồi rồi anh em ơi, móc điện thoại ra đi kéo lầy quá các bạn ơi, cái này tôi thành đi kéo lầy quá. Rồi giỏi vàng rồi, mình sẽ đuổi theo ảnh các bạn, có đi kéo 100 anh em ơi. Rồi chào các bạn nha, hôm nay mình quay một tem này bên mình trường của bạn của tem này anh em, bộ gì 27 này em muốn đặt một số tên nào anh em đặt tên nào con này các bạn, tên nào con đây để xem các bạn. Đây cái tem này mình quăng giữa cái giường kéo ra để mình có thể thấy được mấy này mấy bạn mới được gì đó. Mọi anh em nào có sổ bánh tem này tiến hành nha, em muốn đặt tem này đặt tặng một cái dạng hạt còn luôn kiểu đặt không này, em mà muốn dạng hạt không thì mình phải mất tiền thôi. Sơn như thế này nhé, là mình thổi sơn là được cái là mình nhé, đặt cái cọc, dán bao nhiêu rồi, mặc vào luôn.